Bác sĩ tiết lộ sức khỏe Thích Minh Tuệ sau 7 năm nhịn ăn, đi bộ hành Bắc Nam. Bác sĩ Phan Xuân Trung, Trung tâm Y khoa Hòa Hảo, thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã đưa ra một số chẩn đoán về tình hình sức khỏe của ông Thích Minh Tuệ sau nhiều năm tu theo lối khổ hạnh. Bác sĩ tiết lộ sức khỏe Thích Minh Tuệ sau 7 năm nhịn ăn, đi bộ hành Bắc Nam, hình 1. Với lối sống tối giản, thầy Thích Minh Tuệ chỉ ăn một bữa trưa, ăn đồ chay, ai cho gì ăn nấy, không chọn lựa và không ăn quá no. Thức ăn Việt Nam sẵn có và dễ cho là bánh mì, khoai, bắp, trái cây, bánh ngọt. Không có một nguồn cung cấp thực phẩm cố định nào, không nêm nếm muối, đường, bột ngọt. Chính bởi vậy, thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn mỗi ngày của ông Minh Tuệ sẽ bao gồm tinh bột và chất xơ là chính, một ít đạm thực vật, ít hoặc không có chất béo. Bác sĩ tiết lộ sức khỏe thích Minh Tuệ sau 7 năm nhịn ăn, đi bộ hành Bắc Nam, hình 2. Tinh bột tạo năng lượng cho hoạt động đi bộ Ông đã đi bộ dòng dã suốt 6 năm qua với tốc độ đi rất nhanh, năng lượng từ thức ăn tiêu hao cho cơ chân là chính. Thức ăn không dư thừa để tạo mỡ dưới da hay mỡ nội tạng nên thân thể gầy gò, da khô, cơ bắp nhỏ nhưng dẻo dai. Đồng thời, thức ăn sẽ được chuyển hóa hầu hết sang năng lượng và không tạo ra chất chuyển hóa trung gian như đối với protein và lipid, từ đó sẽ tránh được các bệnh về rối loạn chuyển hóa. Ít đạm sẽ tạo ít creatinine, ít axit uric, tạo ra ít chất thải hệ tiêu hóa ít làm việc nên ít xảy ra trào ngược, rối loạn tiêu hóa, gan mật. Lượng đạm trong cơm gạo đủ để giúp tái tạo tế bào và tạo sinh chất cho cơ thể. Bác sĩ tiết lộ sức khỏe thích minh tuệ sau 7 năm nhịn ăn, đi bộ hành Bắc Nam, hình 3. Lượng nước trong ngày uống theo nhu cầu. Dù đi dưới nắng nóng nhưng có lớp áo dày che phủ nên lượng nước mất qua da không nhiều, thân nhiệt ổn định. Phần thân thể chịu trận nhiều nhất là da đầu và da bàn chân. Như ta thấy, Da bàn chân đã chai cứng và hầu như mất cảm giác vì tế bào sừng ở bàn chân đã xê hết, mất thần kinh cảm giác. Cơ thể có khả năng thích nghi dần với môi trường khắc nghiệt. Hoạt động đi bộ giúp thúc đẩy tuần hoàn mờ, áo, cơ bắp co bóp, trợ lực cho cơ tim, do vậy nhịp tim sẽ rất chậm. Đồng thời, việc đi dưới nắng giúp tăng vitamin D, chống loãng xương. Hàm răng cửa dưới của ông Minh Tuệ bị hư, hàm răng cửa trên mọc dài do không bị hàm dưới cản trở. Bác sĩ tiết lộ sức khỏe Thích Minh Tuệ sau 7 năm nhịn ăn, đi bộ hành Bắc Nam, hình 4. Ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh đầu đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, Lần thứ tư này hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm tiktoker, youtuber quay clip, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội tạo nên hiện tượng thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Bác sĩ tiết lộ sức khỏe thích Minh Tuệ sau 7 năm nhịn ăn, đi bộ hành Bắc Nam, hình Nam. Liên quan đến vụ việc này, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có công văn nêu rõ qua tìm hiểu xác minh. Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trao đổi với báo chí, ông Thích Minh Tuệ khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Tú nói không liên quan đến văn bản trên. Từ lâu nay ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Hành trình của con là muốn bộ hành chọn đời. Mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật, nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc sống vui vẻ với gia đình, ông Thích Minh Tuệ nói. Bác sĩ tiết lộ sức khỏe Thích Minh Tuệ sau 7 năm nhịn ăn, đi bộ hành Bắc Nam, hình 6. Quá trình đi bộ, có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo, ông Tú nói họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình, nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Còn nếu ai đó phát tờ rơi hay nhận tê, yên bạc rồi nói con chung với họ là không đúng đồ đạc con tự mang không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tê yên thay họ nhận thì họ tự chịu ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý ông cho biết thêm